Chào quý vị các bạn, hôm nay mình và Oscar trở lại YouTube, đi đến cái nhà hàng gọi là Golden Coral Buffet của Mỹ đó. Oscar dẫn mình đi. What's up YouTube? Going to go to Corral. Okay. Nhà hàng Golden Coral này ở Mỹ thì nhiều lắm, nhưng mà mình là lần đầu tiên mình đến vô ăn hai lúa đi đi ăn. Ở đây dinner buffet đấy. Chỗ này là buffet thì có giá buổi tối một người là 13 đồng 99 đồng. How you doing, sir? Hey, good. I'm not that picturesque. No, no, I don't know. The first time here, so I take it. Unsweet tea, please. Large sweet tea. Unsweet. Yes. Đây là hai lúa lên thành phố. Tea. Regular tea. Yeah, iced tea. Đây là cái chỗ mà rau. Bên này là hello. Đây là đồ này là đồ gì? Đồ sâm. Salad. Đây là đồ rau cỏ. It's like down south cooking, man. Uh-huh. Got tacos. Đây là smokehouse, là thịt mà có sông khói. So you cut the meat. Ờ, đây là chỗ mà dạ. Đồ Ý nè, pizza, spaghetti nè. Spaghetti, pizza. What the lasagna? Huh? Spaghetti. Lasagna. 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 What is it? Like a ravioli. You know, like a spaghetti. Uh-huh. But it's wet. Ah. Thì có cái món mà gọi là lasagna là cái gì đó mình hỏi Oscar. Chỗ này là thịt nè. Smoked brisket. Thịt sông khói xong rồi ấy nó cắt ra. Đây là đồ ngọt. Hả? Chocolate fondue. Ờ dạ. Đây là có cái chỗ mà cái thác mà sô-cô-la xong rồi lấy cái này nó bỏ vô, mình lấy những cái hồi mình làm nha. Cái này lạ ha. Very good. Cái đồ trắng miệng. I don't even know where to start it, man. Hả? I don't know where to start. Cái nào? Shrimp? Yeah, shrimp over here. Shrimp. Cái này là tôm nè, tôm lăn bột nè. Cái này là quá gì đi? Huh? Quá gì đi? Chicken? Fish. Này là cá. Fried fish. Cái này là gì? Hush puppies. Like a bread. Like biscuit. Crab. Call it hush puppy. Hush puppy. Right. Okay. Yeah. So they have popcorn shrimp, small shrimp, fried okra. I like fried okra now. Big roll.
Big roll. Cái bánh mì. I'm gonna get some vegetables. I need vegetables. Chiếc quầy này là rau, đậu he đó, green bean đó. Green bean. Meatloaf. 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 Tacos. Meatloaf. Eat with what? Meatloaf. Maybe mashed potatoes. Like potatoes to have over there. Eat it with this, with smoked cheese or a baked potato. They have baked potatoes over there. I think I'm gonna have a baked potato. All your fixings for baked potato. Cái này là cái khoai tây nướng. Khoai tây nướng, cái xong rồi bỏ mình, nó bỏ những cái đây là bơ nè, chi nè ha. Bơ đó. Coi cái mấy cái món này của người Mỹ đó, mình đâu có ăn đâu có biết, xong rồi nó bỏ chi vô. Cái kia là bơ màu vàng, đó là bơ. Xong rồi cái chi. Xong rồi cái ớt. Like a spicy. Ớt. Ớt mà ớt nó they have chili. Cái này đó là cây cay. Clam chowder. Noodle soup is the soup bowl. Crackers. Súp thì bỏ vô cái chén, xong rồi có cái cracker là cái bánh đó, để ăn với nó. I come back. With what? Like vegetables, you got green broccoli, you have the potato, you got potato gravy, cornbread, like okay. Southern cooking, like barbecue Southern. And you ask the man to cut you a piece. Cái này là thịt. Beef. Yes. Thịt bò. Một cái món là thịt bò xông khói. Thank you. Oh no, I'm recording. I'm alright. Thank you. Thank you. Đây là thịt bò xông khói. Hey. We got a YouTube channel. Yeah. Yeah, documentary. Like 17,000 subscribers. Huh? Like 17,000 subscribers. I had a channel. Yeah. Saigon to Houston. Called Saigon to Houston. Yeah. So you got some chips. Chips. Chip with. What else you gonna get? Get what you want, man. You got vegetables here. Got rice, corn, spinach. Got. Yeah, get whatever you want, man. You can come back. You can eat as much as you want. Got potatoes. Got. Thì cái này lần đầu tiên mà ăn theo kiểu Mỹ. Nên mình cứ thích cái gì thì mình cứ lấy thôi. I say the American Thai. Right. I don't know which one. Oh, yeah. Combo đó, combine with it. It's a little different. Yeah. So just. Yummy. Okay. You good? Good. Okay, man. We'll go back. Hey, like barbecue sauce? Barbecue sauce? Right, well. You want some barbecue sauce? They have at the table A1. Good. They got A1 steak sauce. Yeah, it's pretty good, man.
Okay. So, we both got food about to enjoy. Okay. Enjoy the eat. Bây giờ mình thưởng thức nha. Tại vì mình là giới thiệu toàn là món ăn Việt Nam không à. Mình dẫn Oscar đi ăn mấy món Việt Nam á. I say I introduce you with the Vietnamese food. Now today Oscar bring me go to the American food. American buffet, baby. Yeah, cái món buffet của Mỹ nè. I say I like a village, go to town. Giống như hai lúa đến thành phố. Ah. Okay, good. Good. Nothing fancy. Yeah. Good food. It's good, it's good. Good food. Yeah, good potato. Để thưởng thức thịt thịt bò. Thịt bò bí chích mà nó xông khói nè. Thử nha. Ngon. Mềm. Thịt mềm. I'm okay. Thank you. Vietnamese people, farming up with it with spoon. Spoon, easy. Yeah. Spoon, they know. I don't know, it's supposed to have a phone. That's not a spoon. It's like the one where the soup was at. I have spoons. Where the soup. Mình đi cái vòng thứ hai lấy bánh mì, bánh mì này có bơ ngõ, có khoai tây chiên, có cái này là chẳng biết cái gì nữa, có bắp, đậu xanh, cà chua, xào, bò, tôm, khoai tây nữa này, khoai tây Brian. Good, no, Oscar. Oscar ăn cái dĩa này là dĩa thứ hai. Second round. Vòng nữa. Good. Maybe the viewer miss you. Long time they don't see you. Hello viewers. Mấy bạn có nhớ Oscar không? I say everybody miss you. Yeah, they miss you a lot.
A lot of fat, man. A lot of fat. Nó cái thịt đó có nhiều mỡ quá. Bây giờ là ăn nhẹ salad. Spinach salad. Rau spinach. Món này ăn cho nó có rau xanh. Bên ngoài trời đang mưa. Say outside raining, big raining. Bên ngoài trời mưa. Strawberry. Cái này là bánh cốm. Then do it. Hey. Oh, you want me to do it? You do it. You sure? Yeah, first. What are you doing? Đó, nó có cái thác sô cô la, cái bỏ cái gì vô. Bỏ trái strawberry vô. Everybody. Uh-huh. Good, man. Actually, this. Oh, God. Cái này là cái này là kẹo này rất là ngọt. Brownie. Super sweet. Too sweet, man. Cái kẹo màu trắng này nó ngọt lắm rồi đó, mà bỏ sô cô la nó ngọt nữa. Rồi. That's it. Okay, I record. Bây giờ mình ăn thử nha. Cái cốm ăn với sô cô la. Cái cốm này mới có ngọt không? Cái cốm đã ngọt rồi, sô cô la nó ngọt nữa. See. The crispy rice crispy sweet.
The chocolate is sweet too. Ngọt quá. Rất là ngọt luôn. Too sweet. Yeah. Very sweet. Good. Hôm nay mình Oscar dẫn mình đi ăn buffet của Mỹ đó. Bây giờ ăn xong rồi bây giờ mình đi về. Tạm biệt các bạn. Alright, YouTube, like, comment, and subscribe. Okay, chào nhá.